Bạn có biết hiện nay trên thế giới có tới 25% dân số mắc các bệnh về tim mạch, trong đó bệnh hở van tim là một trong số những bệnh phổ biến về tim, thường gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào và gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho người bệnh. Triệu chứng hở van tim phổ biến nhất đó là khó thở và mệt mỏi. Triệu chứng này tăng lên rõ rệt khi bạn nằm xuống. Ngoài ra, người bệnh cảm thấy tim đập nhanh, đánh trống ngực, chóng mặt, hoa mắt, tăng cân, sưng phù chân và mắt cá chân. Ngoài ra, thường xuyên ho khan, nhất là vào ban đêm. Hệ tuần hoàn bao gồm tim và các mạch máu mang máu đi khắp cơ thể. Tim là một cơ quan quan trọng có nhiệm vụ bơm máu cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cho toàn bộ hệ thống này. Khi tim co bóp, các van sẽ thực hiện chức năng đóng mở để kiểm soát dòng chảy của máu qua tim bởi sự chênh lệch áp suất giữa các buồng tim và một số cơ nằm trong tim. Tim bao gồm 4 van, van 3 lá, van động mạch phổi, van 2 lá và van động mạch chủ. Van tim được hình thành từ mô liên kết bao quanh bởi nội tâm mạc. Mỗi van tim được ví như những cánh cửa ngăn cách giữa các buồng tim, cung cấp sự linh hoạt cần thiết để mở và đóng đúng cách, giúp lưu thông máu thích hợp trong cơ thể. Van tim là những lá mỏng mềm dẻo có cấu trúc giống như nắp cho phép máu chảy theo một hướng. Khi một trong những van này bị hở, máu sẽ bị trào ngược một phần trở lại buồng tim phía trước, khiến cho máu phía bên trên bị ứ đọng, bên này lại bị thiếu hụt. Tim phải hoạt động nhiều hơn để bù lại lượng máu bị thiếu hụt. Với mỗi loại bệnh hở van 2 lá, hở van 3 lá, van động mạch chủ và hở van động mạch phổi sẽ có 4 mức độ nặng nhẹ khác nhau như hở van tim 1/4, tỷ lệ hở 20%, mức độ nhẹ đa phần người bệnh không có triệu chứng, hở van tim 2/4, tỷ lệ hở từ 21-40%, mức độ nhẹ nhưng nếu có triệu chứng thì cần dùng thuốc điều trị, hở van tim 3/4, tỷ lệ hở trên 40%, mức độ trung bình. Thường xuất hiện những triệu chứng như đau ngực, khó thở, cần dùng thuốc điều trị và theo dõi tiến triển của bệnh. Và hở van tim 4/4, đây gọi là hở hoàn toàn, mức độ rất nặng. Các triệu chứng trở lên trầm trọng cần được điều trị kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật sửa hoặc thay van tim để tránh những biến chứng suy tim, nhồi máu cơ tim xảy ra. Có nhiều người sinh ra đã có những dị tật bẩm sinh trong van khiến van bị hở, nhưng đa phần hở van tim khởi phát bởi một số nguyên nhân như sau. Khi tuổi càng cao, hình dạng và sự linh hoạt của van tim sẽ thay đổi. Lúc này các nắp van sẽ không thể đóng kín được bởi do sự xâm nhập của canxi và các chất lắng đọng khác tại van tim. Khi cơ thể bị nhiễm khuẩn và không được điều trị kịp thời sẽ gây ra tổn thương ở van tim. Mắc một số các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, bệnh tiểu đường, huyết áp cao. Ngoài ra, những người có chế độ ăn uống thường xuyên ăn nhiều chất béo, đồ ăn mặn hay hút thuốc lá, uống rượu bia đều có thể là tác nhân gây ra bệnh hở van tim. Với diễn tiến nặng dần theo thời gian, bệnh hở van tim khiến cho cơ tim hoạt động nhiều hơn và trở nên suy yếu dần, dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim. Khi hiệu quả bơm máu của tim bị giảm sút, tim của bạn sẽ phải cố gắng làm việc nhiều hơn bình thường để cung cấp máu ra tuần hoàn đi nuôi cơ thể. Sự gắng sức kéo dài lâu ngày có thể làm buồng tim giãn và cuối cùng dẫn đến suy tim. Nếu bị hở van hai lá nhiều năm và không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách, có thể bị tăng áp lực động mạch phổi. Các động mạch nhỏ trong phổi trở nên thu hẹp hoặc bị nghẽn tạo áp lực lớn. Nguy hiểm hơn, cơn nhồi máu cơ tim xảy ra khi một cục máu đông đột ngột di chuyển đến đoạn hẹp của mạch máu, gây tắc mạch và chấm dứt nguồn cung cấp máu cho tim, gây tổn thương tim vĩnh viễn. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng của bạn. Bạn đã dùng qua nhiều loại thuốc từ đông y đến tây y nhằm mong muốn loại bỏ hoàn toàn được căn bệnh này, nhưng đến thời điểm hiện tại bạn vẫn sống trong bệnh tật dù mỗi ngày uống thuốc đều đặn. Bạn đã thật sự mệt mỏi với những toa thuốc không mấy hiệu quả nhưng vẫn dùng từ năm này qua năm khác. Vì vậy, để loại bỏ căn bệnh này, bạn cần loại bỏ xơ cứng ở van tim, khôi phục van tim mềm mại giúp đóng mở bình thường, khôi phục trái tim tổn thương do thiếu máu cơ tim và làm việc quá sức, cung cấp khoáng chất cho tim đập ổn định, đồng thời tăng cường lưu thông máu và đánh tan các cục máu đông. Và tôi đã mang bí quyết đến cho bạn, đó chính là bộ 3 thuốc dược thảo Biloho từ Mỹ cho bệnh hở van tim. Với thành phần dược thảo phục hồi tim mạch Halton Extract, chiết xuất từ lá và hoa táo gai, có tác dụng cải thiện sức khỏe hệ tuần hoàn, tăng cường sức khỏe của mạch máu, ngăn chặn hình thành các cục máu đông, đồng thời chống oxy hóa và ổn định huyết áp. Chiết xuất từ quả táo gai có tác dụng loại bỏ rối loạn tuần hoàn máu, chống đau thắt ngực, đồng thời tăng cường lưu thông máu. Dược thảo loại bỏ mỡ trong máu niacin. Niacin được cung cấp dưới dạng inositol nicotinate, có tác dụng thúc đẩy cholesterol tốt và loại bỏ các cholesterol xấu, tăng cường đàn hồi cho thành mạch máu, loại bỏ áp suất lên thành mạch, tăng cường chức năng tim mạch, tăng cường co bóp cơ tim, đồng thời hỗ trợ chuyển hóa chất béo, các protein và carbon hydrate. Thành phần dược thảo ổn định nhịp tim magnesium oxide. Với magnesium oxide chiết xuất từ thiên nhiên, có tác dụng tăng cường vận chuyển các chất điện giải vào trong tế bào giúp ổn định chu kỳ nhịp tim,
tăng chuyển hóa carbon hydrate, protein và chất béo, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, đồng thời làm dịu sự co thắt cơ và căng cơ, thúc đẩy nhịp tim đều đặn và làm dịu nhẹ hệ thần kinh, giảm căng thẳng. Chất lượng sản phẩm được quyết định bởi nguồn nguyên liệu chuẩn hóa an toàn từ thiên nhiên. Với vùng trồng dược liệu lớn nhất Canada, những nguyên liệu được gieo trồng chăm sóc lựa chọn rất kỹ càng. Ứng dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng Mỹ và tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn FDI. Bộ 3 thuốc dược thảo Billahome 100% từ thảo dược được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDI cấp phép lưu hành. Bộ 3 thuốc dược thảo Biloho từ Mỹ sẽ giúp bạn đối phó với căn bệnh hở van tim chỉ sau một phác đồ với phác đồ như sau. Ở trường hợp van tim hở 1/4, thỉnh thoảng khó thở, mệt mỏi, sử dụng một liệu trình. Trường hợp van tim hở 2/4 với những triệu chứng đau nhói vùng ngực, khó thở, sử dụng hai liệu trình. Và trường hợp van tim hở 3/4 có hiện tượng tức ngực, mệt mỏi, đôi khi chóng mặt, sử dụng 3 liệu trình. Vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline của Milora 0909 316 597 hoặc 0962 158 661 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập website quendibenhhovantin.com, youtube.com/bilohotv hoặc đến địa chỉ dược phẩm Milora tại số 22 đường 34 phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bạn luôn vui khỏe. Cùng Biloho, hở van tim không lo phải mổ.